hãy sống cho người khác sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Đây là điều mà rất ít ai nghĩ ra. Chúng ta cứ nghĩ gom vào cho mình là mình sẽ hạnh phúc. Xin thưa, chúng ta sẽ hối hận trong một ngày nào đó. Chúng ta sẽ tiếc rẻ trong một ngày nào đó. Chỉ có khi nào chúng ta sống vì người khác, hy sinh cho người khác, thì sự thật rằng hạnh phúc và tự tại cho đến ngày nhắm mắt cuối cùng bảo đảm về vấn đề đó. Nhưng mà các vị chưa thấm thì các vị cứ nghĩ rằng sống như vậy ngu, thì ngu hay không cuộc đời sẽ trả lời cho chúng ta. Nhưng trước mắt tôi muốn nói với các vị, cho nên những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, tôi hay khuyên mọi người hãy là người đúng trong vấn đề đi. Hai vợ chồng chia tay, ly dị, hãy là người đúng, hãy sống hết mình vì nó, không phải là người lỗi để gây ra cái này. Còn cái vấn đề này đưa đến như vậy phải chịu, nhưng hãy là người đúng, rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc suốt cuộc đời dù mày có bỏ tao. Nên nhớ là như vậy, trong cuộc đời mình đừng gây ra, mà mình là người như một nạn nhân vậy đó. Hoặc thậm chí mình sống hết mình cho họ nhưng mà họ không hài lòng, đó chuyện còn lại của họ. Nhưng rồi các vị hãy ngẩng cao đầu trong hôm nay và ngày mai. Dù các vị có lặp lại điều khác trong cuộc đời, các vị cũng chưa từng hổ thẹn với sự đổ vỡ đó, hay là các vị chưa từng hổ thẹn với những cái mà vấn đề người ta đặt ra sai lầm đó. Đừng cộng trừ nhân chia, hãy sống hết mình với cái điều kiện anh em gia đình khi gặp nhau, trong một hoàn cảnh khi còn có mặt, còn chung nhau, để mai này chưa bao giờ hối hận với những ngày tháng chúng ta vốn gần gũi nhau, vốn đồng cam cộng khổ với nhau. Người là như vậy, cho nên không khéo có những phút giây chúng ta sẽ ân hận mà không biết phải làm gì. Những hạnh phúc thuộc về ban tặng, nó sẽ là những hạnh phúc mãi mãi trong chúng ta. Nó làm cho chúng ta tươi cười và cảm thấy nó rất là mãn nguyện, dù tuổi chúng ta già hay là chúng ta kết thúc một đời này.